Năm 2023 thì được coi là một năm rất thành công của những chiếc flagship, đặc biệt là những chiếc điện thoại đến từ Samsung hoặc là đến từ iPhone. Đối với cả những cái điện thoại đó thì chúng ta không chỉ ngợp mà chúng ta còn bị ngán thông số. Bởi vì đa phần những cái con flagship đấy nó đều mang cho mình những cái đặc điểm rất là chung. Ví dụ như là màn hình to này, pin trâu này, cụm camera thì khủng này. Vì thế anh em đã ngán rồi, anh em không còn muốn nghe review những cái sản phẩm đấy nữa rồi đúng không? Thế thì ngày hôm nay mình sẽ đem tới cho anh em một cái dòng sản phẩm thuộc cái kiểu là anti-flagship. Một con điện thoại mà đến cả những anh em nào tự tin, rạch ròi nhất về những dòng smartphone cũng sẽ phải bất ngờ thốt lên rằng liệu con này có thật không vậy? Đó chính là những chiếc điện thoại đến từ Nhật Bản. Và anh em hãy lựa cho mình một chỗ ngồi thật ấm để cùng mình khám phá chiếc điện thoại ngày hôm nay. Chiếc điện thoại 5G nhẹ nhất trên thế giới, Sharp A-Code 06. Mặc dù cái con điện thoại này nó được mệnh danh là một chiếc điện thoại nhẹ nhất trên thế giới đi, tức là nghe nó khá là hầm hố đúng không? Thế nhưng mà cái thông tin của dòng Sharp A-Code 06 này nó lại không nhiều ở trên mạng. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân con máy này nó là một con máy bán nội địa ở trong thị trường Nhật thôi, đến chủ yếu ở nhà mạng Softbank. Hiện tại là mình mang về cho các bạn được cùng lắm chỉ 1-2 cây để làm video và mình cũng phải quay thật nhanh trước khi con này nó cháy hàng. Và để cho các bạn dễ hình dung con máy này nó nhẹ như thế nào thì ở đây mình có một chiếc cân tiểu ly, cùng với đó là hai con máy khác cũng khá là nổi tiếng. Thứ nhất đó chính là con điện thoại Sony XP8800. Nó thì được coi là một con điện thoại khá là nặng, một điện thoại không thể bị phá hủy của thị trường Mỹ. Tiếp đến là một con điện thoại rất là nổi tiếng iPhone 14 Pro Max. Và để mình cân cho các bạn xem nhé. Đối với cả con Sony XP8800 thì cái cân nặng của nó dao động trong khoảng 340g, khá là nặng. Cái con điện thoại thứ hai là con đại trà hơn, iPhone 14 Pro Max, thì nó chỉ nặng khoảng tầm 240g thôi, tức là nhìn chung nó nhẹ hơn hẳn 100g. Vậy thì đến cái con điện thoại này, một con điện thoại vô cùng nhẹ, đó chính là con Sharp 06. Nó nặng bao nhiêu đây? Cân nặng của nó đây đúng chính xác này, 147g các bạn ạ. Đối với cả cái cân nặng chỉ 147g khi mà mình cho mọi người trong công ty mình cầm thử chiếc điện thoại này, các bạn nhìn xem. Sao con này nhẹ thế nhở? Máy này nhẹ lắm anh ạ. Nhẹ, nhẹ hơn máy chị nặng hơn, đầm hơn. Nhẹ. Rất là nhẹ luôn. Trong máy này có pin không em? Sao nó nhẹ cứ như vỏ không ấy? Ủa, con này nhẹ thế, máy này máy đều rồi. Thôi ông im mẹ mồm. Các bạn có biết tại sao mọi người lại nghi ngờ thế không? Nó nhẹ là một chuyện, nhưng mà cái phần gia công của con máy này nhá, nó cũng chỉ là mặt lưng nhựa, cùng với đó là phần khung cũng chỉ là nhựa cứng thôi. Cho nên nếu mà cầm qua chúng ta cứ nghĩ rằng đây là một chiếc máy đồ chơi không thể nào hoạt động được, nhưng đó là chỉ khi các bạn chưa tìm hiểu vào bên trong. Chiếc điện thoại này đúng nghĩa là một chiếc flagship cực kỳ đầy đủ tính năng trong khoảng giá chỉ chưa tới 3 triệu đồng. Và tiện đây thì mình nói luôn, hiện tại bên siêu thị smartphone đang có những sản phẩm điện thoại Sharp A-Code 06 mức giá chỉ dao động trong khoảng 2 triệu 9 cho đến 3 triệu. Hàng này thì là hàng đẹp, line new 99%. Mình nghĩ rằng thời điểm này đây là một mức giá không thể nào rẻ hơn của dòng điện thoại này nữa rồi. Nếu như các bạn đang quan tâm đến một dòng máy giá rẻ, đầy đủ tính năng mà nó phải cực kỳ nhẹ thì các bạn có thể quan tâm dòng máy này. Đường link mình có để dưới phần mô tả. Và những bạn nào liên hệ với mình qua YouTube, mình sẽ giảm cho các bạn thêm 200.000 đồng nữa trực tiếp vào giá máy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái ngoại hình của con Sharp 06 này nhá. Nếu mà để đánh giá ấy, thì mình nghĩ rằng mình không biết phải dành từ gì, nhưng mà nó thực sự không bắt mắt đâu các bạn ạ. Nếu mà so với những cái sản phẩm điện thoại đại trà như bây giờ, như những dòng Samsung dòng A này, hay là những dòng Xiaomi Huawei giá rẻ, thì thực sự cái điểm thiết kế là một điểm trừ rất lớn trên con điện thoại này. Nó có một thiết kế lưng nhựa, khung nhựa. Ngoài ra là cái phần nhựa ở phần cạnh viền nhá, nó được làm lõm lại, cộng với cả việc các nút bấm vật lý ở đây mình ấn vào nó khá là ọp ẹp, cho nên là cảm giác nó cứ rẻ tiền như thế nào ấy. Nếu như các bạn bỏ ra một số tiền khoảng tầm gần 3 triệu đồng sở hữu con này thì mình cá rằng cái phần thiết kế nó chỉ chiếm khoảng đâu đó 300.000 thôi. Cái phần tiền còn lại chủ yếu là nó dồn hết cho cấu hình bên trong của con Sharp 06 này. Vậy thì khi mà chúng ta mổ xẻ vào cấu hình bên trong thì chúng ta được cái điểm gì nổi bật trên con điện thoại? Đó chính là khả năng sử dụng hai SIM, hai sóng cực kỳ tốt trên con điện thoại giá rẻ. Thông thường đối với cả những con điện thoại Nhật bên mình về cho các bạn từ trước đến giờ, ví dụ như con Sharp A-Code 5G này, Sharp R6 này, hay thậm chí là Sharp R7, R8 gì đấy, thì mình thấy rằng là cái điểm chung của nó ấy, nó chỉ là dùng một SIM thôi. Nhưng mà đối với cả con điện thoại này, SIM khỏe, sóng khỏe, và đặc biệt nó có thể dùng được một SIM vật lý và một eSIM. Cái điểm thứ hai các bạn không nên bỏ qua ở con điện thoại này, đó chính là khả năng chụp ảnh rất tốt ở điều kiện thường và chụp ảnh cực kỳ tốt ở điều kiện đủ sáng. Mình không nói ngoa làm gì đâu, mặc dù cái cụm camera ở đằng sau nó được trang bị bộ 3 camera với cảm biến lớn nhất vẫn chỉ là 48 megapixel thôi. Cùng với đó, đằng trước là một camera selfie với độ phân giải là 12 megapixel. Thế nhưng các bạn nhìn những cái tấm ảnh mình chụp ở đây xem. Trong điều kiện đủ sáng, con này chụp ảnh màu lên cực kỳ tươi, không thua gì những chiếc iPhone XS Max hay là iPhone 11 cả. Khoan bàn tới chất lượng video call nhá, vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như là sóng sánh này, SIM này, hay thậm chí là môi trường này. Thì với riêng khả năng chụp ảnh này thôi, mình đánh giá con này ở mức tiệm cận hoàn hảo, rất là phù hợp dành cho những tín đồ nào mà mua máy giá rẻ
mà chúng ta vẫn có thể đem lại được những bức ảnh selfie, những bức ảnh để chúng ta sống ảo trên mạng xã hội, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái khả năng chụp ảnh ở trên dòng Snapacode 06 này. Và không biết các bạn có để ý không, nhưng mà nhân tiện đang nói về cụm camera đây, thì cái phần camera của chiếc Snap 06 này nó được thiết kế khá là giống với cả những cái dòng Google Pixel. Đối với cả những dòng Google Pixel ấy thì cái phần cụm camera nó sẽ hơi lồi ra nhiều hơn. Nhưng đối với cả con 06 thì nó sẽ được căn chỉnh, nó được thiết kế nó gọn lại. Thì chúng ta khi mà để máy nằm sấp thì cũng không bị cấn máy quá là nhiều. Hoặc khi chúng ta cầm máy chơi máy bình thường như này thì cũng không lo về cái việc tay chúng ta bị cấn lên bởi cái việc chạm vào cụm camera. Và như mình vừa khen nó xong, khi mà chúng ta có một cái khả năng chụp ảnh đẹp rồi, có một tấm ảnh đẹp rồi thì chúng ta phải xem trên một cái màn hình nó cũng đẹp đúng không? Màn hình của con Snapacode 06 thì được thiết kế theo dạng màn hình giọt nước với cái tấm nền là OLED, độ phân giải là Full HD Plus. Mình biết rằng là cái tấm nền này nếu mà để so sánh với những tấm nền khác, hoặc là để nhìn ảnh này, hoặc là xem video thì nó hiển thị chưa thực sự đẹp. Thế nhưng cái điểm ăn tiền là gì? Nó trang bị cho chúng ta được một cái tần số quét rất là lớn, lên tới tận 240Hz. Với cái độ làm tươi màn hình lên tới tận 240Hz thì chắc chắn luôn là những cái thao tác như kiểu chúng ta vuốt chạm, chúng ta dùng mạng xã hội thì nó rất là mượt mà. Duy chỉ có điểm là khi chúng ta xem phim trên tấm nền OLED Full HD này thì đôi lúc ở những cái điểm đen chúng ta sẽ nhìn rất là rõ cái phần pixel nó bị lộ ra. Nó rất là thiếu chuyên nghiệp và nó nhìn nó hơi đuổi. Thế nhưng mà đánh đổi cả thôi, với mức giá 2.9 triệu thì chúng ta khó thể nào đòi hỏi được một tấm nền đẹp hơn chiếc Snapacode 06 này nữa. Mặc dù đôi lúc là cái tần số quét màn hình 240Hz nó hơi kiểu bị ngáo ấy các bạn, đôi lúc mình vuốt nó cũng hơi khựng khựng một tí, thế nhưng mà nó ở mức không đáng kể, vẫn có thể ok là được. Và tiếp đến một cái phần quan trọng nữa không kém, đó chính là cái phần mà các anh em nào thuộc dạng game thủ rất là quan tâm, đó chính là phần trái tim bên trong của con máy này. Trái tim của con Snap 06 thì được trang bị con chip Snapdragon 750G, 8GB RAM, cùng với đó là 128GB bộ nhớ trong. Nếu mà thao tác đa nhiệm thì mình đánh giá ở mức ổn. Còn về việc chơi game thì sao? Mình sẽ cho các bạn xem đây là nhiệt độ của con máy Snapacode 06 khi mình đã chơi game liên quân được 2 tiếng đồng hồ. Và khi chơi game liên quân như này thì mình thấy rằng là máy nó tụt khoảng tầm 10% pin cho một ván chơi khoảng 30 phút đồng hồ. Nghĩa là đối với cả viên pin 4000mAh nhá, nếu mà mình tính dư dư ra thì sạc đầy chúng ta có thể chơi được khoảng tầm 6 cho đến 7 trận game liền một lúc. Wow, thực sự là một cái thời lượng pin nó cũng khá là ấn tượng đấy. Cho nên đối với những thanh niên nào mà mua máy chỉ mục đích để chơi game thôi, chúng ta có thể đặt niềm tin vào con Snap 06 này, mua chơi game những cái tựa game liên quân MOBA hoàn toàn mượt mà. Và đó là bài đánh giá nhanh của mình về chiếc điện thoại Snapacode 06. Mình theo cá nhân của mình nhá, thì mình đánh giá rằng trong cái tầm giá 3 triệu đồng chúng ta vẫn có thể có những cái sự lựa chọn khác đến từ những thương hiệu lớn hơn, ví dụ như là con Galaxy S10e của nhà Samsung, hay là những con điện thoại như là iPhone 8 Plus của nhà iPhone. Thế nhưng nếu như chúng ta bỏ qua vấn đề về thương hiệu sang một bên, chúng ta so sánh về mặt thông số cũng như là mặt kỹ thuật, thì theo bản thân mình đánh giá, chiếc Snapacode 06 này trong tầm giá chưa đến 3 triệu đồng hoàn toàn là một sự lựa chọn thích hợp hơn cả Samsung và iPhone. Và nếu như các bạn đang xem clip này, những ai mà đang quan tâm đến những cái dòng điện thoại đến từ Nhật này, những sản phẩm nội địa với giá rẻ và cấu hình cao, thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với mình hoặc tham khảo chiếc điện thoại Snapacode 06. Mình hiện tại đang có sẵn hàng tại cơ sở siêu thị smartphone. Nếu như các bạn xem clip YouTube này và muốn sở hữu máy thì có thể comment phía bên dưới, mình sẽ đọc và báo giá cho các bạn, cũng như là dành cho các bạn những cái ưu đãi riêng chỉ những khách hàng nào trên YouTube thôi. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã xem clip YouTube này của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những bài đánh giá tiếp theo với những con điện thoại độc hơn, lạ hơn và rẻ hơn.